cầu có thể coi là trận cầu 6 điểm. 8X đang tạm thời xếp trên các Rực Lửa khi họ có được 2 trận toàn thắng 6 điểm. Còn các Rực Lửa thì có một trận hòa. Một trận hòa mà họ đánh rơi chiến thắng. Bên ngoài sân Rực Lửa chỉ có 2 dự bị thôi. Hút xa. Rất nguy hiểm và 1-0. Bàn thắng rất sớm của các cầu thủ bên phía Rực Lửa. Người kiến tạo rất hay đó chính là Mẫn Dương thì phải, hay là Trọng Dũng. Trọng Dũng là người kiến tạo thì phải. Rực Lửa dẫn trước 1-0. Sau tình huống phản ứng và đạp bóng nguy hiểm, lại là cái tên quen thuộc Trọng Dũng. Những pha dâng cao của vệ cánh trái Trọng Dũng đang tạo ra những sự bất ngờ cho 8X. Đánh đầu, Trọng Dũng lại pha bóng thành công. Một hiệp đấu rất hay của Trọng Dũng rút ra. Lại là Trọng Dũng. Trọng Dũng đang bị đau sau hai tình huống lấy thân mình để phá bóng liên tiếp. Choáng rồi. Và khi đó thì họ chính tiến công sẽ biến Rực Lửa vào thế bí. Không vào. Tích là người cứu thua. Có thể xuất điểm. Không xuất điểm may mà chuyền ra biên. Đường biên đã đi qua. Sút xa. Trọng tài sẽ xem lại và đúng vừa rồi. Như vậy là có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Rực Lửa. Trọng tài đã phải mất rất nhiều thời gian để xem lại kỹ càng bóng đã đi vào vạch vôi hay chưa. Pha ghi bàn được tính cho Trọng Dũng. Một tình huống kiến tạo và một pha bóng ghi bàn. Trận đấu tâm điểm của vòng đấu thứ 3. Rực Lửa có chiến thắng thuyết phục 3-1. 5-1 trước các cầu thủ 8X. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.